Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh An Giang vừa biểu dương các gia đình tiêu biểu sinh hai con một bề là gái, thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, có thành tích trong học tập và rèn luyện năm 2024. 9 tháng của năm 2024, tổng số trẻ em sinh ra trên địa bàn tỉnh là 17.185 trẻ, trong đó 8.961 trẻ em trai, 8.224 trẻ em gái. Tỷ số giới tính khi sinh là 108,96 trẻ em trai trên 100 trẻ em gái, trong khi mức cân bằng từ 103 đến 107 trên 100 trẻ em gái. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ khó khăn thuận lợi trong việc triển khai thực hiện chương trình kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương, những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình sinh hai con một bề là gái, thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Dịp này, Sở Y tế và Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh An Giang khen thưởng và tặng quà lưu niệm cho 42 gia đình tiêu biểu sinh hai con một bề là gái trên địa bàn tỉnh.